rất thận trọng, bởi vì đối phương là một đội bóng luôn cho người ta thấy rằng họ cận cụ cội rất tốt. Vừa rồi là tình huống đầu tiên của trận đấu và nó thuộc về U23 Việt Nam. Đó là pha chạm bóng của Lê Văn Thắng. Lê Văn Thắng là cầu thủ đã ghi được nhiều bàn thắng nhất cho U23 Việt Nam trong trận đấu đầu tiên. Anh là người duy nhất đã lập được một cú đúp bên cạnh những bàn thắng khác của các đồng đội mình. Văn Quyết. Văn Thắng. Đánh đâu? Không vào! Thêm một tình huống đáng chú ý nữa dành cho các cầu thủ của chúng ta. Người đã chuyền bóng từ phía cánh trái trong pha bóng vừa rồi là Vũ Minh Tuấn. Cơ hội! Một tình huống đá phạt. Đội bóng chơi rất tiến bộ và đã cầm hòa U23 Singapore trong thế thiếu người. Một cơ hội cho các thủ U23 Singapore. Pha lên bóng nhanh của U23 Việt Nam. Qua người Vũ Minh Tuấn, không được. Cơ hội! Tình huống can thiệp của Afik Yunus. Nguy hiểm! Như vậy là đã có bàn thắng cho các thủ U23 Singapore. Trong sự ngỡ ngàng của tất cả thành viên của U23 Việt Nam, bàn thắng đến ở những thời khắc cuối cùng của hiệp 1. Một bàn thắng đúng là rất bất ngờ. Đúng là bất ngờ khi đó là sản phẩm của một tình huống đốt lưới nhà của Mạnh Hùng. Sau đó U23 Việt Nam đã có được liên tiếp 4 bàn thắng để giành chiến thắng ấn tượng với tỷ số 4-1. Cơ hội không vào. Pha chạm bóng của Vũ Minh Tuấn. Tuấn đã ghi bàn thắng đầu tiên cho U23 Việt Nam tại SEA Games năm nay. Phối hợp hay. Văn Quyết. Rồi, không vào. Cú dứt điểm từ góc hẹp của Vũ Minh Tuấn. Chỉ trong ít phút, Vũ Minh Tuấn đã sở hữu 2 thời cơ liên tiếp. Người chạm bóng cuối cùng trong tình huống vừa rồi là Safuan Baharudin. Văn Quyết không vào. Một pha xử lý khiến chúng ta nhớ lại bàn thắng của Phi Sơn. Tốt, pha phối hợp tốt, đưa bóng vào. Người nhảy lên là Mạc Hồng Quân, vẫn còn.
và vào sân thay cho anh là Isdin. Dứt điểm đây, sút tiếp. Đây là Phi Sơn, cơ hội, một khoảng trống hiếm hoi dành cho Hoàng Danh Ngọc, một cầu thủ có chiều cao không tốt nhưng lại có cơ hội đánh đầu trong tình huống vừa rồi. Đúng là thật hiếm hoi khi một quả treo bóng bổng của Việt Nam có thể vượt qua được hàng phòng ngự Singapore và hơn nữa lại đến với một cầu thủ có chiều cao chưa đến 1m70. Bản thân Danh Ngọc có lẽ cũng bất ngờ khi bóng đến được đầu của mình. Sahin. Không có bàn thắng.